sau khi thiên tài thiết kế nói lời chia tay, Johnny Ive, phó chủ tịch thiết kế và là người đã thổi hồn vào rất nhiều sản phẩm của Apple đã bất ngờ tuyên bố sẽ rời bỏ Apple vào cuối năm 2019 sau hơn 30 năm gắn bó với công ty. Tuyên bố của Johnny Ive đã khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí giá cổ phiếu của Apple còn bị sụt giảm sau khi Johnny Ive thông báo sẽ chia tay công ty, khiến vốn hóa thị trường của Apple bị đã bị bay hơi gần 9 tỷ đô la Mỹ. Điều này cũng đủ để cho thấy tầm quan trọng của Johnny Ive và vai trò khó có thể thay thế của ông tại Apple. Johnny Ive được xem là di sản mà Steve Jobs để lại cho Apple sau khi Jobs qua đời vào năm 2010. Giá cổ phiếu của Apple sụt giảm mạnh sau khi Johnny Ive nói lời chia tay cho thấy tầm quan trọng của Ive với Apple. Johnny Ive gia nhập Apple từ năm 1992 và mất 4 năm để trở thành người đứng đầu bộ phận thiết kế tại công ty. Đến khi Steve Jobs quay trở lại dẫn dắt Apple vào năm 1997, Johnny Ive đã trở thành cánh tay phải của Steve Jobs. Làm việc cùng với Steve Jobs đã giúp Johnny Ive phát huy hết tài năng của mình và trở thành huyền thoại tại Apple. Hiện Jonathan Ive được xem là một trong những nhà thiết kế công nghiệp có tầm ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Với những đóng góp của mình, năm 2012, Ive đã được Hoàng gia Anh phong tặng tước hiệp sĩ, được đánh giá là một trong những người quan trọng nhất trong lịch sử của Apple. Việc Johnny Ive đã bất ngờ rời khỏi công ty đã khiến giới công nghệ và nhiều người yêu thích Apple cảm thấy tiếc nuối và chắc chắn quả táo sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm một người thay thế xứng đáng cho vị trí của Ive để lại. Sau khi chia tay Apple, Johnny Ive sẽ quản lý công ty thiết kế riêng do mình sáng lập và Apple sẽ trở thành đối tác của công ty này. Tuy nhiên chắc chắn rằng tầm ảnh hưởng của Ive đối với các mẫu sản phẩm trong tương lai của Apple sẽ không còn như xưa. Đặc biệt, việc Ive ra đi vào cuối năm đồng nghĩa với việc những chiếc iPhone thế hệ mới ra mắt trong năm 2019 sẽ là những di sản cuối cùng mà Ive để lại cho Apple do vậy giới công nghệ càng có thêm lý do để chờ đợi sự ra mắt của loạt sản phẩm này